Hello anh em, và trong video này chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật mới của Potato, đó là thợ săn. Nhân vật này vô cùng đặc biệt khi mà các bạn được cộng 100 tầm và được cộng 1% sát thương với mỗi 10 tầm mà các bạn đang có. Và tỷ lệ chí mạng hiệu chỉnh sẽ được tăng thêm 25%. Tuy nhiên là các bạn sẽ hoàn toàn không thể tăng thu thập, cũng như là máu tăng thêm sẽ bị giảm 33%. Đây là một trong hai nhân vật được cập nhật ở phiên bản mới vừa rồi. Và cái vũ khí hoàn hảo nhất cho nhân vật này chính là chiếc nỏ. Ngoài có 50% sát thương tầm xa thì nỏ còn gây thêm sát thương dựa theo 10% tầm đánh của các bạn, và có khả năng bắn xuyên qua mục tiêu mỗi khi các bạn gây chí mạng. Vũ khí nỏ này thì nó có tập hệ thứ nhất là chính xác, tức là các bạn được cộng thêm tỷ lệ chí mạng, và thứ hai là trung cổ, tức là các bạn được cộng thêm giáp cũng như là tỷ lệ né tránh. Với những chỉ số như vậy thì nỏ sẽ là một vũ khí hoàn hảo cho nhân vật thợ săn, tức là các bạn có thể đứng từ xa bắn xuyên qua nhiều kẻ địch với 6 chiếc nỏ và còn chí mạng 100% nữa. Thì trong video này chúng ta cùng xem là tôi trở thành An Dương Vương như thế nào với cái nhân vật và vũ khí này nhá. Nếu các bạn thích video thì nhớ ấn like cũng như đăng ký kênh, và hãy bình luận xem là các bạn muốn tôi chơi nhân vật nào trong các clip tiếp theo nhá. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Tầm ngon này, nỏ này, roll một cái ra nỏ nữa không à? Một cái giảm giá bán nỏ, ok. Không thể cái ngoại hình con này trông cũng giống ven, bịt mặt bịt mũi xong đeo kính ạ. Sao giống thế? Đồ khoai ven bu ạ. Nhở con này giống, các bạn công nhận là rất giống không? Ui ngon thế, 20 tầm. Ê, may mắn. Nỏ mình vừa khóa này. Roll một phát. Nỏ nữa lại phải khóa tiếp à? Câu, sao con này có 8 máu á? Hiệu chỉnh máu của nó ít. Con này có thủ được đâu mà, chơi full công mà. Mấy con chơi full công này sợ bỏ xử ra, né mà ngu một phát là cút. Mấy con mà nó kiểu gọi là cân bằng chỉ số ấy, vừa công vừa thủ ấy, bao giờ nó cũng dễ chơi hơn là mấy con full công như này các bạn. Má dòng, thi thoảng tham chạy nhặt bắt mất cả cục. 30 tầm, ây da, toàn cho tầm thôi. Nỏ này, máu, mình cần máu hồi nên không mua cái này được. Roll vậy. Nỏ nữa này. Roll cái cuối đi. Khóa này. Hiệp sĩ vừa công vừa thủ à? Không, hiệp sĩ thì thủ nhiều hơn công. Công nhận một điều. À, con hiệp sĩ đấy bui trên Chainsaw Man hay thật. Bạn thích, mặc dù ở phiên bản cũ thì tôi vẫn sẽ có thể đăng cho bạn clip trên Chainsaw Man. Nếu anh em thích clip người cưa. Không, mà clip này hay thật. Tưởng không mạnh mà lại mạnh không tưởng. Bạn 30 tầm nữa. Má mày nó ác thật, dụ mình. 25 tầm xa, mua nốt cái nỏ, roll một phát, nâng cấp cái nỏ lên, tốc độ bắn, không roll nữa, go. Boss trận này xuất hiện ở round 11 anh em ạ. Gọi là mini boss nó sẽ xuất hiện lượt 11. Mà chính ra như thế còn dễ hơn là một lượt 18 ấy. Có điều là như vậy xác định phải... mạnh hết sức có thể đến lượt 11, lúc đấy mình mới chill được. Tức là không được mua cái gì tích sát thương luôn này, phải mua hết cái khỏe. Sau lượt 11 thì tích cái gì thì tích à. Khỏe nhở, bắn hai cái chết luôn con cầm hòm. Công nhận là vũ khí này khỏe thật. Chẳng qua là lối chơi này nó giấy. Hai máu, một máu hồi cũng được. Roll một phát thì toàn trắng à. 15 tầm vẫn ngon hơn 5 tầm xa luôn. Ok, nâng cấp lên nỏ xanh. Roll một phát. Lại nâng cấp lên nữa này. Cây, may mắn. Trận này ngon phết, khá là nhiều may mắn câu. À, đây này. Nếu mà không điều khiển bằng tay nhiều lúc khó giết con đấy vãi. Tại vì nó cứ bắn con gần nhất ý. Cái nỏ nó cứ bắn con gần nhất, nó không hấp dẫn lắm. Hay thôi thử điều khiển bằng tay à. Nhưng mà sau lại né ngu à. Thôi thôi, làm chậm kẻ địch này. Kinh nghiệm nhưng mà trừ tầm không ngon. Má lại tầm này.
Cái tầm này nó bị ngon quá ấy. Máu này, thật sự là tầm ngon quá với con này các bạn. Tầm này đam nỏ 40 mấy này, mặc dù crit hơi thấp 50% roll. May mắn này. Lần tiếp. Ui. Mẹ nâng lên nỏ tím luôn mà. Giáp máu này. Go. Ui, lượt nó để trứng, đi phá trứng, đi phá trứng, đi phá trứng. Mấy quả trứng các bạn thấy đấy, nó sẽ nở ra mấy con xịn xịn này. Nếu các bạn không phá nó trong thời gian kịp nên là phá. Ui thôi xong nó nở rồi. Mỗi tội là mình đam to quá, bắn cho hai cái. Cái nỏ này mạnh thật sự ấy. Không biết là có nào là chơi cái nỏ này mạnh nữa không nhỉ? Các bạn cái nỏ ui lại đẻ ra nhưng mà không sao. Cứ đẻ ra bao nhiêu, anh giết bấy nhiêu. Vấn đề đâu? Đẻ ra. Hai bắn. Trụ là bán này. Không lấy thu thập, luôn cái. Đan tầm xa không bằng crit. Crit ngon hơn, mua cái mình vừa khóa. Roll một phát. Không có gì à, roll một phát nữa đi. Không có gì luôn á, roll phát nữa đi. Roll một cái nữa. 6% crit này. Quá cái tầm này. Nói chung là con này lúc đầu mà có thêm quái, ra thêm 5% quái cũng ngon. Tại ông này farm nhanh lắm. Nhanh nhờ, đã sắp đến lượt 11 rồi đấy. Sắp đến lúc chúng ta đối mặt với con boss. Con boss nhỏ. Công nhận trò này nhiều tiềm năng, thật đấy các bạn ra thêm các loại boss ấy. Boss hên xui ý. Với cả thật ra các bạn có thể ra thêm một số cái chức năng siêu hên xui như kiểu là siêu nâng cấp chẳng hạn, tức là một cái lượt gì đấy các bạn sẽ được chọn một cái chỉ số gì đấy rất mạnh ấy. Hoặc là ví dụ talent ấy, các cấp 10, cấp 30, cấp 20 các bạn có thể được chọn một cái điểm nâng cấp gì đấy mạnh cho con tướng chẳng hạn. Những cái ý tưởng đấy nó hoàn toàn có thể đưa vào khiến cho chơi nó rất hợp lý và mang nhiều tính nhân phẩm hơn à. Chẳng hạn như vậy. Boss phụ mạnh hơn boss cuối là công nhận. Bán này. 45 tầm. 3% đam mỗi lượt. Mua lượt này là lợi. Có 164 tiền các bạn được mấy chục phần trăm sát thương nhưng mà. Mua phần trăm sát thương này thì ngon nhưng mà lượt 11 có boss rồi. Các bạn vẫn thích mua thì mua. Mua cái này nữa. Mình khóa cái 20 tầm 10% tốc độ bắn này lại. Căn bản là bây giờ lượt 9. Các bạn tích được có 6% sát thương thôi, đến boss rồi. Để gọi là con mini boss ấy, tôi quen gọi là boss. Gọi là boss thì nó ngắn, đỡ phải nói từ mini nhưng mà quan trọng là đến cái con boss đó mà các bạn không đủ sát thương á, nó đấm cho thì xác định là con ấy nó khó né lắm. Bởi vì sao? Bởi vì là vừa phi vào người, vừa bắn đạn. Khép góc mà bạn đạn không phải bắn một viên mà bắn nhiều viên. Cho nên nói thẳng ra một câu là kiểu gì cũng ăn. Không thể nào giết nó kịp được. Nên là chả biết đánh kiểu gì. Bây giờ cầu nguyện lượt sau ra một đống ná. Ra một đống nỏ, xong nỏ đỏ nó đủ mà. May ra. Được cái là đoạn này quái giòi này, mình nhặt được nhiều tiền này, mình giàu này. Thì may ra nhở. Năm trăm tiền. Ai phê. 30 tầm. 7% crit ngon quá. Mua cái mình vừa khóa. Rocket thì không mua được rồi. Road. Nâng cấp lên nỏ này. 6% crit nữa này. Máu à, giáp phải né tránh này. Hy vọng lượt đấy mình né nhiều thôi. 88% crit rồi đấy. Roll một cái nữa đi. Thôi mua nốt cái may mắn đi, hy vọng lượt sau nâng cấp được nhiều không. Lượt 10, lượt sau mới là lượt gặp boss các bạn. Hy vọng lượt này ra được nhiều thùng. Có cái điểm gì mà cực kỳ mạnh cho con này không nhỉ? Điểm nào cộng nhiều tầm hoặc cộng đam theo tầm không? Cần tốc độ chạy ở có cái cánh, ở cái cánh ngon với con này quá. Cái cánh là cộng cho các bạn 30 tầm nhá, tức là 3% sát thương và 3 đam của mỗi cái nỏ. Vì nỏ được cộng 10% đam theo tầm mà.
Sau đấy là cộng cho các bạn tốc độ di chuyển nữa. Công nhận có cái cánh ngon đó. Cánh kiểu như là chân phái của con này luôn á. Mà trận này mình còn không tích được sao lượt sau phải đi nhặt hết cơ các bạn. Tại vì tích sang lượt sau thì chắc thì đã có lượt sau. Rồi, thôi anh ơi. Em xin, 400 tiền thôi. May mắn nữa này. Không muốn trừ giáp đâu. Tốc độ di chuyển 9%. Ok. Roll. Không có gì cả, roll tiếp. Đen thế, này cút rồi đấy. Crit 96% crit. Ok. Roll. Không có gì nữa luôn á. Ui khó thế. Còn tiếp. Gì đây? Exoskeleton. 5 giáp, 5 crit, 5% tốc di chuyển. Cái này khá là ngon mà. Và vừa túi tiền, phí mất 5 kỹ sư nhưng mà chấp nhận thôi, trừ 2 máu hồi, 2% hút máu, xác định là các bạn không có hồi máu luôn ấy. Đợt sau là các bạn đánh bằng tốc độ chạy và giáp à. Khung xương máy, mua thêm cái này, tốc độ bắn tầm nữa. Nỏ này 61 đam, không biết có đủ không các bạn. Chí mạng 100% nỏ tím rồi. Go, boss đâu? Không phải boss à? Ui, đây nó ở dưới. Không, mình chạy nhanh phết. Mua cái khung xương xong mình chạy nhanh phết. Được. Cả lượt này con boss nó chưa trâu lắm các bạn ạ. Được, sống được. Thằng nào đặt kèo. Chán bước ra đây. Được, ăn được. Quả khung xương máy đến rất kịp thời các bạn ạ. Không phải là cánh nhưng mà cũng được. Wow, hòm đỏ. Không biết có cái gì để xem hòm đỏ được cái gì. Hình như là chắc là được một nâng cấp màu đỏ à. Wow, được một nâng cấp màu đỏ sớm như này thì cũng bú nhờ. Tôi bảo mà lượt boss gây 11 nó dễ hơn. Boss gây 18 nhá, quái phụ nó đông nhá, nó khép góc ấy. Dễ chết cực kỳ luôn. Lượt này bú rồi, lượt bú đậm luôn rồi. 3 hòm, trong đấy có một hòm đỏ, hòm boss. Quá bú luôn. Cái này ngon thật sự. 10 máu và hồi 3 máu 1 giây. Bây giờ máu hồi của mình là 0 máu mỗi 5 giây. Chứ đừng có nói là 0 máu mỗi 1 giây. Bây giờ ngay lập tức hồi thành 3 máu 1 giây thì quá bú luôn. Thơm. 7% sát thương trừ 2 máu à. Máu của mình lên khó lắm. Tôi không nghĩ là muốn lấy trừ máu nữa. Bán đi. Chủ bán nốt. À 2 hồi máu trừ phần trăm hút máu ngon. May mắn đến lượt 11 lấy cũng được. 20 tầm. Roll. Thu thập. Roll. Giáp. Ok. Roll. Giảm giá đồ. Thế thôi ha. Quên mất con này là trừ Harvest với trừ Heal đúng không? Già rồi các bạn. Xin lỗi. Chốc à? Không phải chốc. Chốc là sao? Chốc là cái việc mà các bạn là xử lý không tốt vì một số nguyên nhân nào đấy, ngoại trừ nguyên nhân tuổi già ra. Còn nguyên nhân tuổi già thì nó không được tính là chốc các bạn, nó gọi là già thôi. Có ai các bạn bảo là kiểu các bạn thấy một người già người ta đáng chí ấy. Đấy, các bạn bảo là ui dồi ôi, ông chốc rồi đấy. Hoặc là bà ơi, bà bị chốc rồi. Không phải thế. Không ai bảo như thế với người già cả. Già nó nhanh quên. Đọc lúc nãy đọc xong nội tại của nó rồi quên luôn. Khổ. Thế là mất mấy chục, mất 100 tiền. Lại 3% đam à, ok. 3% đam mỗi lượt. 45 tầm bú. 8 máu, 3 máu hồi. Không hấp dẫn lắm, 3 máu hồi đối với mình vô dụng, trừ may mắn của mình nữa. Roll. Phê. Cung đỏ đi. Không muốn mất né tránh lắm. Roll.
Mấy cái hút máu không có được. Crit mình mắc chưa ta? Crit gần như là mắc rồi. Mua cho nó mắc hẳn không ta? Nâng lên tím là mắc rồi các bạn. Chả cần đâu. Tí, ít tiền. Hoặc là sau tôi sẽ mua chậm hơn để kênh chat còn nhắc kiểu không? Way có một bot với cả một bầy. Bầy sẽ xuất hiện ở Way 15. Nó đang có dòng chữ thông báo ở cái chỗ cam của tôi. Ba là cút đấy. Quái chạy nhanh, quái đông khó lắm. Rôn ấy, các bạn bắn đã chậm rồi thì chớ. Nỏ này. Cái này ngon đúng không? Tia đạn các bạn xuyên thêm một mục tiêu trừ 10% đam. Ví dụ cái nỏ này xuyên 4 hay xuyên 5 này. Thêm tầm xuyên này ngon này. Ok đi thôi. Trừ có 10% đam. Đam mình to vãi cả trưởng. Phần trăm đam của mình cũng to mà. Xuyên thêm một mục tiêu. Tí nữa lượt 15 mình giết cái quay 7 quái là bú. Hóa ra lượt 15 lúc nãy là lượt 7. Hình như lượt 15 lúc nào cũng là lượt 7 quái lớn ý. Bảo sao lúc nãy có một cái lượt 15 ở trận trước mà tôi bị kiểu ngợp luôn ý. Xin phép lượt 15 là tôi sẽ đứng vào góc. Vào game phát là tôi đứng vào góc trái luôn nhá. Từ đứng góc này nhá. Còn webcam đỡ che. Thật là tôi thuận phải nên tôi hay đứng phải. Nhưng mà đứng phải che cái chat lại chửi tôi nên là ok. Ui à, có đồ lao. Thôi thốn nhá. Được rồi. Đợt này vẫn không khó lắm. Hai nhẫn ở chỗ này ngon mà. Bán 30 tầm bú. Phê hết. Rồn. Rồi. Để tím ngon hơn nhiều. Để tím là chí mạng 100%. Xanh là 97% các bạn. Hợp lại đi. Để tím rồi. Tốc đánh tầm ngon. Rồn một cái nữa. Bao tu lãi à. Bao tu lãi mua nha. Thế rồi. Ok. Go. Không là nhặt hòm auto lãi mà. Công nhận. Chẳng qua là lãi bao nhiêu thôi. À, các bạn nhặt hòm mua đấy mất 48 tiền lượt này. Nhặt cũng có 3 hòm thôi là đã lãi rồi mà. Nhưng mà tất nhiên là vẫn mất 1% tụ di chuyển. Thế trận này có cái 3 máu hồi ấy. Ngon vãi trưởng á. Hồi 3 máu 1 giây ấy. Bao nhiêu điểm hồi máu thì mới được gọi là 3 máu 1 giây nhỉ? Thì các bạn sẽ hiểu cái giá trị của cái điểm đỏ mà mình lấy được đấy. Cái điểm đấy là một trong những điểm đỏ yêu thích của tôi ấy, mà tôi cảm giác là rất nhiều con đều có thể lên được. Đây, chỗ này được một hòm rồi này. Rồi sau là lượt 7 quái rồi cơ. Xin phép, đứng vào góc. Nạp nốt tiền thôi. Rồi, 7 quái đến thôi các bạn ơi. Bán này. Độ bắn hay đam tầm xa. Đam tầm xa cảm giác ngon hơn. Tại nhiều phần trăm đam quá không ta. Nga tốc độ bắn vẫn ngon hơn. Roll. Không có gì cả. Roll 2% tốc độ đánh với 1% né tránh. Wow. Cộng 10% né tránh nhưng nó lại trừ đi 50 tầm. À. Ai à. Thú chiều à. Má bọn này nghiện ngập. Trừ 50 tầm các bạn ạ. 50 tầm nó là 5 đam của nỏ và 5% đam. Nhưng mà nó vẫn ngon mà. Cái này vẫn ngon thôi. Cái áo né tránh này quá ngon các bạn. Né lên 22% luôn. Xong rồi tăng bù lại đam. Không sao. Cà chua là không dùng được rồi. Roll một phát nữa. Lần sau đến thú chiều rồi các bạn ạ. Nỏ không đủ tiền là phải khóa. Mua cái cờ này đi. Đỡ bị trừ chí mạng. 20 tầm rồi nó bán ngon quá, không bị trừ gì cả. Mình không lên hút máu mà, khóa cái này lại. Thú chiều đến rồi. Go, chạy vào góc. Thú chiều đâu? Không, đoạn đầu chưa thấy gì thôi. Các bạn với cả tôi đứng góc ấy. Rồi, ủa ôi. Thú chiều còn có đẻ trứng nữa. Ôi, đây tôi đã bảo rồi mà. Lại trả thú chiều đi. Đông vãi cả cứt. Rồi, tôi sẽ cố gắng né đâu ạ. Đứng góc là một và thứ hai là chúng ta sẽ cố gắng né. Tại sao đứng góc ngon? Bởi vì con này bắn xuyên theo đường thẳng ấy. Kiểu mũi tên xuyên phá ấy các bạn, nên là gọi đứng góc thôi.
Phú Triều đã xác định tôi đứng góc. Đéo đi đâu hết, đéo nhặt. Nói không với nhặt, nó không với tiền. Full góc. Uầy. Full góc lại an toàn thật sự ấy. Qua nhìn quái mà một lúc nó xuất hiện khoảng 20 con ấy. Vượt qua Thủ Triều một cách quá đơn giản. Với gọi là nỏ ăn thực vượng. Không nhặt, lượt sau nhặt các bạn ạ. À, bán này. Bán này. Không đủ tiền mua luôn. Mua được cái này trừ crit. Cái nỏ này thì mình vẫn khóa. Crit đấy thì nỏ đỏ vẫn là 100%, nỏ tím thì mất 3%. Ok. 400 tiền trong ngân hàng không sao các bạn ơi. Bây giờ tôi rút, giờ tôi sẽ rút ra. Cái lượt thú triều đấy khó lắm. Đứng ra ngoài tôi khá chắc là chết. Lần trước lượt thú triều tôi đứng góc. Lượt trước là theo bản năng, lượt này là mình biết trước rồi, mình đứng góc luôn, ôm góc luôn cho nó chắc cú. Giờ mình đi rút ngân hàng sao đâu. Nhìn cái mấy cái lượt quái này nhá, tôi thề lượt quái thường này tôi dạo chơi á. Tôi đi quanh cái quái chết la liệt không bao giờ kịp làm gì tôi luôn. Nhưng cái lượt thú triều đấy cho nó kinh vãi rồi. À nhưng mà nói thú triều không phải ai cũng hiểu. Mà là đọc tu tiên tư tưởng nhiều thì hiểu thôi. Cơ bản nó là bầy quái đông 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 đông. Đấy, một lượt là các bạn cũng rút được hết tiền khỏi ngân hàng mà. Lượt rút được hết không, gần hết đi. Gần hết. Lại gửi thêm tiền à? À tôi không trừ máu đâu, đam không quan trọng đến thế. 15% tổ đánh. Hay là 30 tầm. Tốc đánh mình bao nhiêu? 99 à? 30 tầm vẫn ngon hơn các bạn. Ok. Nâng hết lên tím đi cho ăn không? Vẫn phải lên một cái đỏ nhỉ? Thì mua một cái trắng này xong lên cái này thì đỏ. Roll đi. Ờ nâng cấp được cái này. Crit nhưng mà 10% thì bị thừa quá. Mình thiếu có 3%, tức là mình chỉ cần một cái gì đấy 2% thôi. Thật. Roll tiếp. May mắn quay 17 không cần mua nữa đâu. Lột nữa đi. 20 tầm. Bú cái này lên đỏ. Ok. Mạnh rồi. Đỏ thì lại là 100 chí mạng. Có khi chả cần ý. Tí nữa mình lên full ná đỏ ấy. Ui lại mini boss nữa à. Ui ôi tôi không đọc chữ. Nhưng tôi quá mạnh. Này thì boss của chúng tôi quên không đọc chữ ạ. nhưng mà có chữ nhưng. Boss cũng kinh đấy, chém cũng căng đấy. Nhưng thôi xong rồi. Những anh em đặt lẻ là đợi đi, anh em đặt chẵn là bú quay 20 à. Ở nhà mình thắng thì bọn đặt chẵn nó cũng bú mà. Thế nghĩa là đặt chẵn đều bú à? Đồ. Không con này mạnh thật. Con này đam khủng khiếp quá các bạn. Còn ven bu rồi. Con này chắc là công nhận cần một ít tốc độ di chuyển thôi là đẹp. Đấy, bạn nhặt hòm này nãy giờ một đống hòm này là lãi tiền lắm rồi. À hút máu với hồi máu vô dụng mà. Ôi, xin phép lấy. Lấy tầm thêm cây. Ui bú chưa. Crit à. À crit mình vừa có ở cái bộ xương rồi. Roll một cái. 45 tầm. Nâng lên cái tím. Full 100% crit hết này các bạn này. 10% tốc độ bắn. Tốc độ di chuyển. Wow, trận này khỏe thế. Ai mà đỡ được trận này. Roll cái. Rồi ôi đỏ lừ. Không roll nữa các bạn ạ. Wow, mình trận này đỏ. Ôi crit 275 sát thương. Tôi thề hai con boss cuối chưa đến 20 giây chết cả hai con. Cái mình thiếu chẳng qua là cảm giác tốc độ bắn của mình nó không kinh lắm thôi. Nhưng mà đam mình thì kinh thật sự luôn ý. Mà bắn toàn 273 đam một viên lại còn xuyên tởm. Ven vô cực kiếm 100% chí mạng. Kinh dị vãi nồi. Các bạn thấy không, lượt 18 mà quái nó thừa không? Thừa thớt không? Hiện ra cái chết luôn mà.
chỉ có đi chạy nhặt tiền là chính ấy chứ. Tỷ lệ crit không cần nữa. Không cần. Né tránh ngon này. Đỏ. Thêm một cái xanh nữa. Tốc độ di chuyển. Roll lên tím. Roll. Roll một cái nữa. Giáp này. Phương tiện rồi phế rồi. Ok. Mẹ trở lại vô địch vãi cả nồi ạ. 279 đam. Má nó tởm. Ôi ôi nó bắn kìa. Tôi mới có thêm một ít né tránh ấy. Tôi bắn còn nhanh hơn các bạn. Bắn kinh vãi nồi. Toàn đam vàng thôi. Sợ thật đấy. Cảm giác mình bị mạnh quá ấy. Mức 5 mà như đi dạo chơi này. Chấp hết các thể loại bầy quái. Rồi là boss nhỏ. Bắn hết ạ. À. Xem con boss lớn chịu thế nào được mình nhá. Mỗi tội bắn xa nhặt hơi khó luôn. Thôi thôi xong. Thôi xong. Thôi xong. 10% tốc độ di chuyển. 30 tầm. 15% tốc độ đánh nữa đi. Chiến. Roll. Tôi chỉ mong có một cái đỏ cuối cùng này nữa là đẹp. Hoàn hảo. Roll tiếp. 1% đam với mỗi 1% tốc độ di chuyển. Trời ơi. Khỏe thế thằng nào đỡ. Roll tiếp. 4% tốc độ di chuyển. Lại được thêm đam luôn. Roll. Hết rồi, không có đủ tiền rồi. Roll một cái nữa. Hai máu hồi có tác dụng với mình đâu. Tại vì mình khóa hồi phục rồi. Hết rồi các bạn. Tổng qua lại nhá. Chúng ta có 36 máu. 3 máu hồi 1 giây với cái điểm tra tấn này. Tuy nhiên là không hồi máu bằng cách khác được. Đam 115%. Đam tầm xa chỉ có 2 thôi nhá. Tốc độ bắn 142%. Crit ở đây đấy là 63. Nhưng mà tí nữa phải xem ở dưới. Tầm 590. 20 giáp cực kỳ trâu. 31% né tránh. 39% tốc độ di chuyển. Bạn nhìn xuống đây này. 100% crit. Đa 161 crit nhân 2,25 lần. Được chưa? Xuyên 4 mục tiêu. Đó. Tất cả các cái đều đỏ. Cái tím thì thọt hơn một tí thôi. Thọt đam thôi. Vì xuyên 3 mục tiêu thôi. Mình còn được cộng 1 xuyên ở cái khăn này nữa. Trận này khỏe thật sự. Để xem boss chịu được mấy hồi nhá. Chuyển thử sang bắn bằng tay nhá. Bắn boss cho dễ các bạn. Ôi nhìn boss kìa. Ủa khoan đã. Bắn đâu mà máu mất, máu mất, máu mất, máu mất. Trên một con boss rồi nhá. Tôi chạy nhanh á. Nếu mà tôi không mất tập trung thì boss chỉ có đời đi. Quá khỏe, hủy diệt boss bước 5 luôn các bạn. Súng mới. Sniper gun. Súng ngắm. Thuộc hệ là súng và khẩu súng này là vừa có hệ súng cộng tầm, vừa có hệ chính xác cộng chí mạng, cộng tỷ lệ chí mạng. Bắn vào kẻ địch, bắn ra 5 tia đạn á, 5 viên đạn gây sát thương theo 10% tầm. Khẩu súng này khỏe thế. 1390 tầm. Đấy là cộng thêm cái tầm của trận này nữa. Uầy. Các bạn có muốn một cái video con tướng này với cả 6 khẩu súng này không? Uầy. Uầy thế. 6 khẩu súng này thì nó có khỏe kinh hơn cả cái nỏ à.